Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Quan Hoàng, Quan Quận. Con xin 12 cô Sơn Trang cai quản đất cát. Con tên là Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1975 Ất Mão. Con đang cư trú tại ấp 3, xã Phú Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu. Con xin phép được đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội. Con xin Quan Hoàng, Quan Quận và 12 cô Sơn Trang vuốt ve che chở, khai tâm, khai tính, khai cho con đi đường hanh thông may mắn. Đi một về 10, đi tươi về tốt. Con xin các quan dẹp tất cả những sự vướng mắc dọc đường, không cản trở đường đi lối lại của con. Dẹp tất cả những vong linh, bóng vía, cầu bơ, cầu bất không làm phiền đến con. Con cảm ơn Quan Hoàng, Quan Quận và 12 cô Sơn Trang. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con xin Quan Hoàng, Quan Quận. Con xin 12 cô Sơn Trang cai quản đất cát. Con tên là Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1975 Ất Mão. Con đang cư trú tại ấp 3, xã Phú Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu. Con xin phép được đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội. Con xin Quan Hoàng, Quan Quận và 12 cô Sơn Trang vuốt ve che chở, khai tâm, khai tính, khai cho con đi đường hanh thông may mắn. Đi một về 10, đi tươi về tốt. Con xin các quan dẹp tất cả những sự vướng mắc dọc đường, không cản trở đường đi lối lại của con. Dẹp tất cả những vong linh, bóng vía, cầu bơ, cầu bất không làm phiền đến con. Con cảm ơn Quan Hoàng, Quan Quận và 12 cô Sơn Trang. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.